hết đi. Dính cà phê có mì dinh là anh con chứ. Quẹ với này văn ba lứa với hết trơn có linh cá mì dinh luôn. Nhỏ nhỏ là không trắng con. Cái lóc bự hồn chạy. Hổm cả chục cây xịt xịt mà để mà ra đây không dính cái lóc mà chạy. Hổm bé nhỏ nè, tấn ngỗng nè, rồi ông nội ông Dũng Miên nữa, rồi hổm gài mấy thằng xịt nữa mà không dính cái lóc mà tăng lóc này chút hay dữ trời. Chắc qua điên cái lóc này của anh ơi. Rồi một là mò chạy một cốc chơi đi qua chạy luôn văng cái chạy lên luôn mà còn bài gieo gieo quá đủ cái chạy văng lên luôn mà không có bị cho được này nè, qua đây kéo lại đó đó. Ngon quá. Cục đó là tôi gần nào tôi chạy cũng có chứ nó. Thank you.
chạy cái nữa giặt cái chạy luôn đó. Qua nó qua được chưa? Nó tính câu phì các bạn ơi. Ôi, cái lóc. Đây đi tít. Gỡ tít. Này, làm con cá lóc nữa các bạn ơi. Lóc này hơi nhỏ hơn cá nãy. Cũng được rồi. Một con nữa. Cái gì quỷ nhện, cá thì ghê trời. Cá dằn hoài không hết luôn. Hay dính con có phi nữa các bạn ơi. Vậy nó cạn dữ lắm rồi mà. Con cá hoài. Cá phi, đầu kiến. Đen con à chăng. Bữa nay qua cá phi, cá đầu kiến bự. Bắt không ăn chết hết rồi. Mà dính cá đầu kiến nhỏ nhỏ này. Rồi thành quả các bạn ơi, được hai con cá lóc, một con cá chê, một đống cá phi, cá lục, ba bốn con cá mì danh dinh gì đó nào, với con cá linh nào chưa các bạn ơi. Thôi chào các bạn nha, các bạn yêu quý mình, để lại cho mình một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha các bạn ơi.
Thôi bye, chào các bạn nha.